Ngon thế nhở? Mày cuốn thật đấy. Ê Nam ơi, mở cổng đi, tôi đến rồi đây. Ơ hai cái thằng này, bạn gọi mẹ không trả lời. Ngủ à Nam? Làm gì cứ gặp cụi thế? Nam, ôm hai, ngủ à? Này, này. Ơ, bạn cậu bị ong đốt à? Sao xuống phòng như có đồ ăn ngon mà không cho bạn à? Trời, có mà hết à? Cậu ăn thùng uống vại thế ai chả biết. Ờ thì đấy là đồ ăn của tớ thôi, chứ nếu tớ đi ăn ké thì ai lại ăn thế? Mà có gì thì tớ ăn với, bạn bè phải san sẻ nhau chứ. Thôi rồi, một miếng thôi nhá. Này, cậu này. Ờ, sao cậu uống hết của tớ rồi? Hết đâu mà hết, nó còn thân trôi thế. Cậu đứng lại đây, không thoát được đâu. Thôi rồi, tớ lên chứ cậu lên chứ gì. Cậu đến tới gì? Thích bỏ đây ra đã. Bây giờ tớ sẽ tổ chức một thử thách. Ai ngừng uống trà sữa cuối cùng sẽ giành được 2 triệu. 2 triệu. Được, nhưng mà có mỗi tớ với cậu ấy thì kiểu gì tớ cũng giành chiến thắng. Dễ thế thì ai tổ chức? Tớ sẽ dụ tất cả mọi người chơi luôn. Nhiều trà sữa như này thì tổ chức thử thách gì nhỉ? Đương nhiên là thử thách để tìm ra ai là người ngưng uống trà sữa cuối cùng sẽ giành được 2 triệu. 2 triệu. Đây, 2 cô được uống trà sữa khoảng tầm 2 triệu mang về. Đấy, đây đợi tìm ra ai là người may mắn như thế. Thôi được. Từ từ. Mọi người cứ vội vội lên thế làm cái gì? Muốn uống thì phải chơi thử thách đã. Tham thử thách bao nhiêu lần rồi mà không nhớ quy luật gì cả. Nào, đến vòng chơi đầu tiên. Let's go. Vòng đầu tiên, mỗi người sẽ chọc thủng bóng bay. Nếu ai chọc thủng quả bóng bay màu làm cả bình nước đổi màu sẽ là người thua cuộc nha các bạn. Nào bây giờ ai đầu tiên? Chơi. Được chưa? Một, hai. May quá. Chán này chống thầy thuốc này. May nhá, không đòi ai đòi màu cả. Đau tim quá. Ôi rồi. Bắn này lên mặt. Ôi trời, đấy là một người thua đỏ các bạn ơi. Các bạn ơi, vòng này mê khoai tây thua nên chỉ được sử dụng cái ống hút này thôi. Còn bọn mình sẽ sử dụng ống hút to này nhá. Nhưng mà vòng này là... Vòng này uống theo tốc độ, ai là người uống nhanh nhất thì sẽ là người chiến thắng. Trời ơi, đây là gì mình rồi, chứ còn chẳng thích làm cái gì nữa. 1, 2, 3. Uống. Đây là mình phải ký trước đấy. Ôi. Bruh. Trà sữa của mình hướng cam các bạn ạ. Cam này là cam tự nhiên, cụ thể là Campuchia. Ôi, mình uống nhanh lên, không mọi người uống hết đấy. Của mình là trà sữa vị matcha đá xay nhập ánh mắt của em. Rất đáng mấy. Thôi các bạn nói nhiều, hết thời gian mất mình tranh thủ uống luôn. Các bạn nhìn mình uống mà tự cảm nhận vị nhé. Của mình là trà sữa Bắc Hà các bạn ạ. Trời nắng nóng này uống một cốc trà sữa đúng là thích. Nhưng mà uống bằng cái ống hút to để hút chân châu, chứ uống hút bé làm sao mà hút chân châu các bạn. Hút thạch còn không hút được luôn ấy. Thế thì mình càng tập trung uống, nhanh không là mọi người uống hết mất. Các bạn ơi, đây là trà sữa bị đu đủ các bạn ạ. Ê tỉnh à. Hạt của đu đủ. Ôi lâu lắm chưa uống trà sữa. Hình như lâu rồi chị Mi chưa uống trà sữa. Uống nhanh quá nên làm như thế các bạn ạ. À.
chơi. Và đây chính là trò chơi ngày hôm nay, chính là trò chơi nắm gắt. Bây giờ bốn người sẽ thay phiên nhau cầm cây gậy của mình chạy theo vòng tròn. Ai mà không đỡ được cây gậy của mình tiếp theo và làm rơi thì sẽ là người thua cuộc. Ai nắm giữ cây gậy này cuối cùng sẽ là người chiến thắng và được chọn nguyên liệu để mix với cốc trà sữa của mình nha. Lưu ý nhỏ nữa, chính là nếu ai mà cứ nắm cây gậy của mình mà không chịu buông thì cũng là người thua cuộc luôn. Cho nên chúng ta phải nhanh chân, nhanh tay, nhanh cả não đây ơi nha. Bắt đầu thôi. Hai ba bắt đầu. Mày khoai tây chưa bẩn? Bẩn 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 bẩn. Một, hai, ba. Ai dừng lại là thua nhá. Cái chết nhau ấy. Kìa, thả đi. Thả đi. Thả cái chết nhau ấy. Ai không thả là thua nhá. Ủa, đây là ai thả? Đây là ai thua? Mày quay tây loại. Mày quay tây không thả. Mệt quá, không chơi được. Chóng mặt rồi. Không ai chịu thua ai. Này bác. Một cuộc đấu trí, đấu sức rất là... Ok, đây là món chơi rồi. Người chiến thắng, hoa hậu nhất. Vòng này mình là người chiến thắng, mình sẽ cho topping là chân trâu. Bốc thăm nha. Rồi, chọn trước. Ai chà nam ngủ ngắn. Lào. Trâu ăn. Bấm tôm. Ớt các bạn ơi. Mình sẽ đổ thêm chân trâu vào cốc trà sữa của mình. X4 chân trâu. Chân trâu trộn với trà sữa các bạn ạ. Chưa bao giờ uống một cốc trà sữa chân trâu ngập đến tận thành cốc như thế này. Mời các bạn. Ống hút các bạn. Ui các bạn ơi, mắm tôm lên rồi. Ui. Ui rồi ơi. 1 2 3. Các bạn ơi, rồi mình sẽ phải uống thử nhá. Cũng được. Thơm, tại vì sở trường của mình là món bún đậu mắm tôm mà. Nên là mắm tôm này mình ăn được hết. Ngon đấy. Thử thách gì lần nào, thử thách toàn gặp mấy cái xui xẻo đó các bạn ơi. Còn trà sữa với dầu ăn nữa thì ra gì. Trông nó ngấy quá các bạn ơi. Ngấy quá các bạn ơi. Dầu ăn nó còn bị nhớt nhớt nữa cơ. Nhìn cái khóc lực của mình còn thấy ghê. Mình uống không dám nhìn nữa các bạn ạ. Cố lên cố lên. 2 triệu sẽ phải là của mình. Của mình. Ui dồi ôi các bạn ơi. Gì đã thấy cay rồi không muốn uống luôn. Mình ngửi rõ cái mùi vị cay luôn. Cố lên. Ôi, các bạn ơi. Cay, ôi cay lắm các bạn ơi. Mình không uống nữa đâu. Uống cay như thế này được 2 triệu thôi thì uống làm cái gì. Thôi, mình bỏ cuộc. Vòng số 3 các bạn ơi, bây giờ chỉ còn lại 3 thí sinh là xuất sắc nhất để còn đấu với nhau tiếp thôi để xem ai là người chiến thắng nha. Và ở vòng này trò chơi chính là kể tên các đồ ăn bắt đầu bằng chữ K. Và nếu ai không kể được trong vòng 5 giây thì sẽ là người thua cuộc. Và người thua sẽ phải uống 100 ngụm trà sữa. Đến tận vòng này thì uống không biết bao nhiêu cốc trà sữa rồi các bạn ơi. Thực sự là nó rất là ngầu luôn ấy. Nào bắt đầu nha, bắt đầu.
hồ sơ đau ngáo đi. Let's go. Cơm, canh, chè, cá, cao, chả, cố, chuối, năm, bốn, ba, hai, một. Rồi bây giờ mình với Nam sẽ bốc thăm nha các bạn nhá. Đấy chưa, điều luyện thì kiểu cháo bài ấy. Đâu rất là nhiều cháo bài. Đỗ Thành, Đỗ Thành. Các bạn ơi, mình quay tay cô cấu rồi. Bốc hai. Bắt mình uống 10 bao giờ không? Đấy là bốc thăm, các bạn nha, đều rất là công bằng. Rồi, các bạn là này phải hai lần mới bổn các bạn. Nhiều mùi măng mụn chưa? Năm mùi nữa. Một. Đánh lên. Hai. Ba. Bốn. Năm. Rồi, rồi. Để lượt mình nhá. Bạn ơi, 100 hụm vị chi tính ra chắc tầm gần 5 cốc gì đấy. A few moments later. Mình được 40 hụm thôi. Nhưng mà tấm này, mình say trà sữa mất thôi. Mình không thể uống nổi. Ui, chỉ còn mẹ của mình thôi hả? Rồi mình sẽ cố gắng đánh chức vô địch. Ôi, lâu lắm rồi tham gia một thách đấy, mình vẫn còn trụ lên bóng may các bạn ơi. Thế là người quyết định hay là người chiến thắng. Mời. Bây giờ mọi người sẽ có 4 cốc trà sữa và xem ai là người uống hết 4 cốc này nhanh nhất thì sẽ thành nhà vô địch trà sữa. 1, 2, 3, bắt đầu. Mình sẽ uống theo lối chơi. Tớ nhầm thắng đâu. 2 triệu, cố lên nha các bạn. Mình nghĩ chiến thuật này của mình sẽ thành công hơn. Ôi, các bạn ơi, mình thấy mệt quá, no quá, không thể uống được rồi. Chưa uống hết được một cốc nào hết. Cố lên làm ngủ nào ấy. Mình phải được 2 triệu. Mình khởi tay đã uống cái cốc thứ 3 rồi. Mình xin thua. Ê, dậy đi ông cháu ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Không ai cứu được ông cháu đâu. Ôi, ơ, mình là người chiến thắng à?